Một thủa nọ, Đức Phật ở nước Xá Vệ, tại rừng Kỳ Đà, trong vườn của ông Cấp Cô Độc, cùng với đại chúng tỳ kheo 1,250 người. Khi ấy gần đến giờ thọ trai, Đức Thế Tôn đắp y, mang bát vào thành Dương Xá, đến từng nhà theo thứ lớp mà khất thực. Khất thực xong, Ngài trở về Tịnh Xá. Sau khi thọ trai xong, Ngài dẹp y bát, rửa chân, trải tọa cụ, ngồi tại giảng đường. Khi ấy trưởng lão Tu Bồ Đề ở trong đại chúng liền từ chỗ ngồi đứng dậy, bày áo giai hữu, gối mặt quỳ xuống đất, chắp tay cung kính mà bạch Phật rằng: Hy hữu Thế Tôn, Đức Như Lai khéo hộ niệm cho các vị Bồ Tát phát nguyện lớn, muốn chứng được Phật quả, cũng khéo dẫn dắt các vị Bồ Tát này. Bạch Thế Tôn, nay con xin được hỏi người, hàng thiện nam tử, thiện nữ nhân, có thiện căn sâu dày, phát tâm vô thường, chánh đặng chánh giác, nên làm sao trụ, làm sao hàng phục cái tâm này? Lành thay, lành thay, này Tu Bồ Đề, thật như lời ông nói, Như Lai khéo hộ niệm cho các vị Bồ Tát phát nguyện lớn, muốn chứng được Phật quả, cũng khéo dẫn dắt các vị Bồ Tát này. Nay ông hãy lắng nghe cho thật kỹ, ta sẽ vì ông mà nói, lại cũng vì ông mà tuyên nói chánh pháp kỳ diệu, sâu xa khó nghĩ bàn. Hàng thiện nam tử, thiện nữ nhân, sau khi phát tâm vô thường, chánh đẳng chánh giác, nên hành trì như vậy mới có thể an trụ cái tâm kia. Cũng chỉ có làm như vậy mới hàng phục được cái tâm kia. Dạ, bạch Thế Tôn, con nguyện xin cung kính nghe, không dám sao lãng. Các vị Bồ Tát lớn đã phát nguyện mong cầu chứng quả Phật vô thượng, nên như thế này mà hàng phục cái tâm kia. Bất luận là các loài chúng sanh, hoặc là loài thai sanh, hoặc là loài noãn sanh, hoặc là loài hóa sanh, hoặc là loài thấp sanh, cho tới loài có hình sắc,
hoặc không có hình sắc, hoặc có tưởng, hoặc không có tưởng, hoặc chẳng có tưởng, chẳng không tưởng. Thế gian có tất cả những loại chúng sanh như trên, ta điều độ hóa khiến cho chúng vào vô dư niết bàn. Hóa độ như thế vô lượng vô biên, chúng sanh vào niết bàn mà thật không có chúng sanh nào được diệt độ. Vì sao vậy? Này Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát còn có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, tức gì ấy chẳng phải là Bồ Tát giác ngộ. Bồ Tát trong lộ trình tu hành bố thí đối với pháp nên không có chỗ trụ mà làm việc bố thí, chẳng trụ nơi sắc thanh hương vị xúc pháp để bố thí. Này Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát bố thí mà chẳng trụ nơi tướng thì được phước đức không thể nghĩ bàn, khó có thể tính đếm được. Này Tu Bồ Đề, hư không ở phương đông, tây nam bắc, bốn phương trên dưới, có thể nghĩ lường được không? Bạch Thế Tôn, không thể nghĩ lường được. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát không trụ tướng mà bố thí, phước đức cũng lại như thế, không thể nghĩ lường. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát vì muốn trên cầu thành Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh, trong khi giáo hóa chúng sanh, nên y như vậy mà tu hành. Này Tu Bồ Đề, có thể do thân tướng mà thấy Như Lai chăng? Thế Tôn, không thể do thân tướng mà thấy được Như Lai. Vì cớ sao vậy? Như Lai đã nói, thân tướng tức không phải là thân tướng, bởi vì cái thân tướng này không có lúc nào là không bị thay đổi biến hoại. Cái thân tướng này mà chúng ta có đây vốn từ hư vô, cuối cùng cũng trở về hư vô, luôn luôn thay đổi theo tiến trình thành trụ hoại không. Nếu như có thể nhận hiểu được điều này thì cũng có thể thấy được Như Lai vậy. Bạch Thế Tôn, chúng sanh trong đời vị lai nghe được pháp yếu này, liệu có thể phát khởi tính tâm kiên cố không thối chuyển chăng? Không nên nói như vậy. Sau khi Như Lai diệt độ 500 năm, người nào thọ trì giới luật, gồm tu cập phước huệ, thì mới có thể phát khởi lòng tin kiên cố, vững chắc
với điều này. Do vậy nên biết, những người này có được căn lành sâu dày như vậy, chẳng phải do được dung bồi ở nơi 1, 2, 3, 4 hay 5 đức Phật, mà đã vô lượng trăm nghìn muôn ức đức Phật đã gieo trồng căn lành. Những người này chỉ cần nghe được pháp yếu như vậy, trong tâm niệm phát khởi sanh lòng tinh thanh tịnh, thì các đức Như Lai trong 10 phương đều hay biết. Người đó sẽ được vô lượng vô biên phước đức. Vì cớ sao vậy? Vì chúng sanh ấy không còn có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, không có tướng pháp, cũng không có tướng phi pháp. Vì cớ sao vậy? Vì nếu các chúng sanh ấy tâm còn chấp tướng, là còn chấp ngã, nhân, chúng sanh và thọ giả, nếu còn chấp pháp và phi pháp, tức còn chấp ngã, nhân, chúng sanh và thọ giả, thế nên không nên chấp pháp, không nên chấp phi pháp. Bởi do nghĩa ấy, Như Lai thường nói: các ngươi muốn thoát ly ba cõi, ra khỏi luân hồi, nên xuất gia tu đạo, làm vị tỳ kheo mới có thể lãnh hội được giáo pháp mà ta tuyên thuyết. Các ông nên biết, pháp ta đã chỉ dạy cũng ví dụ như chiếc bè để qua sông. Muốn đến Niết Bàn, pháp còn phải bỏ, huống nữa là phi pháp. Nam mô A Di Đà.
Nam mô